Rồi à, chào anh em buổi trưa nha. Hôm nay rảnh lên cho anh em một con thu hàng khủng nha. Con này lâu dữ lắm rồi mới rửa lên đó anh em. Con này con thu 385 SPG nha. Con này hàng bãi nha, mà rửa ra nó đẹp gì, không có sơn phết gì đâu nha anh em. Đẹp 99% đó. Con này 385 SPG nha anh em. Rồi. Con này nó đời 208 nha anh em. 208. Con này tình trạng của nó là nó như máy đập thùng mà hàng siêu lướt nha anh em ơi. Con này nói chung nó xài cái làm 8 tấc nha. Con này nó 54 ly, nó ngang ngửa với con Austin 660 nha anh em. Nguyên riêng nguyên bản nha. Đồng bê tông thì anh em khỏi hỏi chi mất công. Nó sọc ngang luôn nha anh em. Đó. Anh em chiêm ngưỡng cái độ đẹp của nó đi. Rồi hồi em test cái tiếng nổ cho anh em nghe nha. Con này SPG là nó có đời xông ấm, sưởi ấm tay cầm như sưởi ấm xăng con luôn anh em. Đây. Sưởi ấm xăng con bọc qua, nó không xài tắt lại. Con này là siêu đẹp nha. Nước sơn đồ là còn nguyên rin luôn nha anh em. Đây. Thông số nó đây. 385 SPG. 84,7 cc, nặng 7,2 kg anh em. Cái tem bãi đó, máy bãi là lúc nào tem nó cũng vậy đó, còn mà máy đập thùng thì tem ngay đây nè, nó màu vàng, nó không để thông số cho nghe nè. Con này là siêu vip nha. Đây, cái tem đập thùng còn luôn nha anh em, nằm dưới đít đây nè. Con này phải nói là hàng siêu đỉnh nha anh em. Siêu đỉnh, siêu lướt luôn. Con 385 này là hồi đó giờ em làm mười mấy năm trong nghề rồi mới gặp được con đầu tiên nha anh em. Đó, lực gió nó nè anh em coi nha. Mới chát luôn. Cái này là xăng zin nổ luôn nha anh em, chứ chưa đụng chạm tới bình xăng con đâu. Em dòm vô bình xăng con nha. Xăng con ốc ác rồi là còn nguyên si luôn, chưa động phạm. Bình xăng con này là nó của anh nha anh em, của anh Rinlan Topson Yến Rinlan là của anh nha anh em. Bình xăng con của anh. Con này hàng mới của Việt Nam thì vẫn có nha. Nó là 380 của 385 390 hàng Việt Nam lắp ráp, nhưng mà nó chạy không bằng con này đâu nha anh em. Của Việt Nam mà không bằng đâu. Con này độ bền nó khá cao. Phần có cái bugi luôn nè. Bugi còn trắng nõn. Rồi. Riêng nguyên si từng chi tiết nha, không có cái nào mà thay thế đâu nha anh em. Đó, rồi để em test tiếng nổ cho anh em nghe nha. Có một tay em khó quay lắm, để em bỏ cái điện thoại xuống cái.
phải nói là hàng siêu lướt nha anh em. Hàng bãi của Nhật mà nó siêu lướt. Rồi anh em nào mà xài cái con máy này, anh em để cho anh em giá 15 triệu nha anh em. 15 triệu. Anh em nào mà có xả gỗ hoặc là khai thác gỗ lớn á thì liên hệ em nha. Số điện thoại em có để trên bài, hoặc là các bạn Zalo số điện thoại. Rồi em gửi video hình ảnh chi tiết rõ ràng cho anh em xem nha. Rồi video tới đây kết thúc nha anh em. Chào anh em nha, chúc anh em buổi trưa vui vẻ nha.